Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện. Phương pháp tập gym đúng chuẩn, Duy Nguyễn THOL. Chào các bạn đến với buổi Vlog thực hành ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi qua một chủ đề là cơ ngực. Ủa, cơ rất khó tập các bạn, tại ngực có rất là nhiều bộ phận, rất là nhiều vị trí mà chúng ta phải cải thiện. À, trong những video trước thì Duy đã hướng dẫn các bạn kỹ thuật cắt ngực an toàn đúng không? Rồi hôm nay tiếp tục mở rộng qua chủ đề ngực là tập sao cho ngực nó rộng. Ngực rộng làm sao tập cho bản ngực của bạn này. Nhìn nó ở góc hai bên đây nè, nó dày lên. Đó. Mà để tập được cái cạnh này nó dày được cách tự nhiên rất khó tập nha các bạn. Nên trong video này Duy sẽ hướng dẫn các bạn rất là kỹ từng những cái bước căn bản để tập cái này cho nó bự, cho nó dày mà nó trải đều từ vai xuống. Cắt ngực ngực chúng ta rất đẹp, cắt natural, đẹp tự nhiên, đẹp không dao kéo, đẹp không phẫu thuật thẩm mỹ. Thì cái bài tập giúp cho các bạn tập được đó là cái bài dumbbell bench press. Cơ chế đẩy dumbbell rất là khó và rất là hiệu quả, nó giúp cho các bạn có được cảnh này. Bao bèo có các bạn, ba bèo giúp bạn dày thôi, ba bèo mà đòi có cảnh này là thua. Nên bạn nào muốn có cảnh này đẹp, bạn phải luyện ba dumbbell cho nó dữ dội vô, luyện cho nó ngon lành vô. Vợ này là Duy đi nhậu nhiều quá nên nó hơi sạc xíu rồi đó. Bình thường loại này nó dùng lên gấp rưỡi. Mà kệ nó, khó, cơm áo gạo tiền các bạn khổ lắm. Gym phục vụ cuộc sống mà. Chúng ta tập thể hình để chúng ta có một vẻ đẹp cân đối hài hòa, để chúng ta ra ngoài đời chúng ta còn kiếm ăn nữa, chứ không phải là chúng ta tập ngang lo gò không mặt lóc. Số 1, muốn tập được cái cục này nó dày, nó rộng thì bạn phải tập tương đối nặng. Mà tập nặng mà tập được là khó, mà tập nặng để không chấn thương càng khó nữa. Bây giờ các bạn phải đi tập những bước đầu tiên là cách lên tạ. Cái này giống như video 4-5 giờ trước rồi các bạn. Lên tạ ở động tác ghế nằm này thì các bạn phải lên tạ ngồi. Các bạn có chơi gì nha các bạn. Họ không có chơi cái màn lật chỗ này lên nha. Có thằng kia kìa nó lật chỗ này nè. Nó lật xong rồi hai tạ này nằm bên đây nè. Giết mấy đứa rồi hả? Đó là tập tạ không có chuyên môn các bạn. Không bao giờ chơi chỗ đó hết. Nhớ, số 1, đặt tạ lên ngay đùi, gần ngực để cho nó chạm tự nhiên ngực kia nè. Chuẩn, đúng chưa? Cái xuống cực kỳ khó. Các bạn nào mà mới tập qua thì xuống nhẹ nhẹ thôi nha, xuống cục trong 5kg thôi. Cái xuống cực kỳ khó, các bạn luyện cách xuống mà nó nhịp nhàng. Đi về xuống trước đi, chỉ sao, hàng xuống. Không. Không. Nè, xuống nhẹ nhàng ha. Không. Rồi vậy bước 1 á là phải cầm cái ghế nằm cho nó ngay, hất nhẹ cái đùi lên, đúng không? Hất nhẹ cái đùi lên, xong rồi ngã ra, xong rồi mở cái tạ dumbbell, nó xéo xéo một xíu, làm chậm nè. Nè, đó ngay vị trí này, ngẩng đầu lên, an toàn hết rồi mới lên. Đó, đi xuống, hạ xuống, bật bụng dậy. không phải làm chậm gì đâu bạn, mà phải làm nhanh nó mới xuống được nè. Tất nhiên này ôn bài hả nha, đang vậy đúng không, kịch để vậy nè, xong cái chân đưa lên, cái bụng gập xuống, cái tay ta động nhẹ xuống cái nữa nè, cái tay này không để cho nó rớt cái vị trí này, bật dậy đó. Nó là sâu chuỗi một số động tác như vậy. Rồi bây giờ mình nói tới răng động tác tập nặng, nhưng mà phải đủ răng nó mới vô. Chứ tập nặng mạng gian răng không vô. Bởi cái răng động tác rất khó tập. Rất khó tập. Nè Duy sẽ minh họa cho bạn một răng. Cái video rất không ít chồng nào mới tập Dương Nam nha. Nói thiệt luôn á, Dương Nam đẩy bài này đẩy tụi mày không à. Nhiều khi BT nó chơi nó nuôi với bạn. Thấy bạn đẩy bậy kệ nó đẩy cho đẩy dùm tường nó nuôi. À, răng vị trí thấp chứ phải đây. Vị trí thấp chắc là vị trí mình thả nó nằm ở ngang ngực bạn nè. Chứ phải nằm đây nha. Nằm đây chưa hết răng. Mấy thằng nào sợ chết nó mới làm vậy đấy nè. Có hai đấy nè. Đó, nó sợ chết răng đâu có nhiêu đâu mà nhìn ngực chỉ chạy nè. Bữa nay Duy cố tình Duy cởi áo ra cho bạn thấy ngực chạy á nè. Răng nó phải nằm đây nè, không? Đây là cái điểm cao nhất nè. Xuống. Nó phải nằm vậy, đúng không? Nó phải nhấp vậy, đẩy cái nó nhấp vậy nó mới được, nó đẩy lên. Đó. Nói vậy là đẩy là beginner mới đẩy. Mà cũng nói chung động tác là 9 trên 10 rồi. Hai cái quý tạ mà nhìn nó chạm với nhau nè. Bạn nhìn cái động tác cực kỳ quan trọng, không nào đẩy vậy nha. Đậu đẩy như vậy nó gãy tay nó sao xui nè. Ông nào đẩy như vậy nè, tay lỗi xài nè. Xài nha mấy em, dạ. Tập
chơi còn 20kg không cũng gãy tay lấy cái vậy đó. Hai đầu tạ gần chạm nhau chứ không dùng mà chạm cái bưng danh ra, chạm cái bưng danh ra nó chết luôn á. Xuống xuống là ha, xuống mở đầu rộng ra, xuống lúc là nghệ thuật nó xuống mở đầu rộng ra đó. Bạn chỉ cần như vậy là đạt yêu cầu. Ờ đây là một round. Đó, xong xuống đó là căn bản, còn nâng cao nữa. Hãy uống miếng BCA các bạn ơi. Đó là chúng ta nói về răng. Còn bây giờ là chúng ta nói về các vị trí các khớp. Khớp vật vã là ngực tự nhiên. Đó, đẩy giờ là tự nhiên. Mạnh nhất có thể đẩy mạnh nhất, nặng nhất. Vậy khóa khớp chết mẹ. Vậy là quá đẩy rồi, vậy đẩy tại sao? Vậy là gì sẽ minh họa những cái sai của cái vị trí khớp vai. Vị trí khớp vai là cực kỳ quan trọng. Đây là di ẩu á, nhẹ thì gì để là được, cái nặng thì gì để gì lên được. Cái động tác lên rất khó mà tập lên được đi, các bạn tập được à, mà tập lên được là thua nha. Bây giờ nè, vị trí là những vị trí sai của vai này. Vai sai cái đường chết là nặng mà đâu giỡn đâu, thằng ngực là bài nguy hiểm đó. Vậy đúng nha, vậy tầm 7 nha, như vậy nè, cực kỳ tầm bậy nè, không bao giờ vô hết vô bệnh viện. Vậy là cái sai rất nguy hiểm, sai nặng lắm luôn á. Sai này là không điểm nha, không có nhiều nữa, sai là không điểm mà không có nói trình bày ABC gì đó. Nó vậy đúng nè, đúng không? Như vậy cũng đúng, như vậy cũng đúng, nhưng mà như vậy an toàn hơn. Mà yếu chơi gì trước đi, như vậy là tầm bậy nè, tầm bậy nhưng mà tầm bậy không có chết lắm, tầm bậy thì nó sai cơ thôi nha, nhớ sai. Có thằng bên ngoài chơi sai thì chết rồi. Đó là vị trí của khớp nha, cực kỳ không bao giờ được. Còn vị trí thứ hai là cái vị trí khớp của chỏ. Khớp của chỏ nó sai tiếp. Bây giờ mình khớp vai mình không xét nữa, xét qua khớp của chỏ. Thấy ghê không, ghê không, ghê không? Thấy ghê không tụi bay? Má đẩy không có tay luôn, bật nè. Đó, vậy nó gãy tay chết thì phải dẫn nó nghe và khóa khớp rồi. Phải vậy. Đó, vậy là đỡ rung mình thấy không? Vậy đỡ rung lên. Đó là khớp của chỏ. Khớp cổ tay nãy nó rồi. Cổ tay là hai cái đòn tạ nó chỉ hết năm xíu. Vậy, không được để ngửa thẳng vậy. Đó là vị trí các khớp. Thì chúng ta ôm bài lại. Muốn đẩy vô cạnh ngược ngoài chúng ta phải chú ý những cái điều sau đây là nhất. Tạ nặng. Thứ hai, full răng. Mà để full răng á thì các bạn cần phải đảm bảo được kỹ thuật động tác của bạn nó phải đúng ở những điểm mà Duy vừa phân tích vừa rồi. Và bây giờ Duy sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái kỹ thuật nữa để mở rộng răng. Mở rộng răng, tức là răng hồi nãy đã full rồi, còn răng thì khó hơn nữa nè. Tất nhiên mở rộng răng thì bạn sẽ bắt gặp một cái lỗi sai nữa mà các bạn sẽ thường thấy. Đây à. Bà có thấy ai đẩy gì không? Thông báo bằng tật lắc không vô gì đó. Đây được nè, chỗ này ok. Nhưng mà lên đây mất bạn kích thích rồi. Thì các bạn cũng tạ chứ để đây cả ngày á. Có ngày hơi quá đáng, để lâu lâu thì chịu được. Thấy không? Giờ muốn đọc bài thơ của bạn của Xuân Diệu không? Đây mất kích thích rồi, ngực ở đây mất kích thích. Sai. Bạn tập một cơ mất kích thích là sai. Đó, bạn thấy ai tập như vậy là sai. Vậy phải là mở rộng răng mà làm sai động tác. Đúng không? Mở rộng răng phải mở gì nè. Bạn nhìn thấy cái động tạ chưa không? Khi xuống nè, đầu ngoài bây giờ nó phải cao được tông hết. Nhớ, đầu ngoài cao được tông. Còn nó ngược vậy, chắc chắn tôi thấy mẹ luôn á. Nhớ nha. Rồi, bây giờ mở động răng xong như sau. Đầu tiên đẩy lên, dẫn đi cũ, và theo. Khi xuống nè. Xoay. Để ra vậy. Hay nhức cấp đầu vậy bạn. Để vậy cái răng bằng nó mở rộng lên nè. Cơ ngực của bạn nó xé. Trời, nó xé như gà xé phay vậy đó. Đẩy lên, khi đẩy nè, xoay vô. Khi đẩy xoay vô. Thấy không? Vô rất nhẹ nhàng. Nói nhẹ thôi chứ mệt thấy mẹ. À, đó là những kỹ thuật mà giúp cho bạn mở rộng ra. Để cho cái cơ ngực nó phát triển nó dễ lắm bạn.
cái điều mà cơ ngực phát triển ở cái động tác mà ngực rộng á là làm sao cho được bạn nó xẻ ra, nó căng tối đa luôn, nó căng nhiều nhất ở vị trí thấp nhất, đúng không? Mà muốn nó căng nhiều nhất vị trí thấp nhất, bạn xẻ tay ra thì nó sẽ căng nhiều nhất vị trí thấp nhất. Sau khi bạn đẩy lên á, bạn không có giữ vị trí đó, bạn phải xoay cái tay vô bạn đẩy. Bởi vì nói á, ai tụi bay đẩy ngực có trình không? Giỏi, ủa giờ sao có trình? Có trình là vừa đẩy vừa quay nha. Đó, vừa đẩy vừa quay là có trình đó bạn, đúng không? Nhưng mà quay cho đúng nha, mà quay tầm bậy như hồi nãy á là mất kích thích. Chung á thì các bạn cũng cố gắng luyện. Thì Duy hy vọng những gì điều mà Duy phân tích vừa qua đó thì nó sẽ giúp ích cho các bạn, để các bạn chinh phục được cái phía vị trí phía ngoài. Phía ngoài đây, nãy giờ mình tập là tập này, cục này nó bay bự ra, bự ra chứ không bài đó thôi, bài dumbbell, ghế này và cái dốc trên. Tất nhiên cái dốc trên Duy sẽ phân tích tiếp qua một cái chủ đề video khác. Bởi vì muốn có cơ ngực đẹp và đều, bạn phải build, bạn phải xây dựng từng phần nhỏ như vậy đó. Thì bạn phải hiểu được cái bài tập nào nó phát triển phần nào và cách tập sao để tối ưu cái phần đó và tránh chấn thương ở cái bài tập đó là như thế nào đó. Thì qua những chủ đề vlog thực hành thì Duy sẽ đi hết những cái phần đó để giúp cho các bạn có một cái bộ ngực đẹp, ngực khó tập lắm bạn. Cái đùi bạn ngồi bạn squat kiểu gì nó bự, nó bự ngang bự dọc riêng ngực khó chịu, ngực nó kỳ cục cái đó. Ví dụ ngực bạn đều nhịn méo méo, nhịn cỡ độ kỳ cục, nên cơ ngực là một cơ thẩm mỹ rất quan trọng. Mà chúng ta còn phải bỏ thời gian, ta đầu tư, chúng ta chăm chút và chúng ta luyện công với phần cơ ngực rất khó. Thì Duy hy vọng các bạn cố gắng vượt qua để chúng ta cùng nhau xong cái body đẹp. Xin thân ái, kính chào. Trong lớp anh là người sôi hoa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều. Nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch. Từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen. Hai thái cực tình yêu và hóa học, màu phách huy hoàng bên lá ngọc, sắc carbon ngào nghe ánh kim cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên. Vẫn chờ cùng dòng điện phấn cay nghiền, mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chất phúc xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cũ có đi rồi lại mất, anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn. Rồi ngày mai phản ứng em sẽ thấy nhiều hơn, khi tình yêu anh tăng thêm độ nồng. Và hôn ta như mùa hoa rộn nở, mãi điên cuồng theo nhịp sống si mê. Huy hoàng bên lá ngọc, sắc carbon ngào nghe ánh kim cương.